Chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Tuấn Nguyễn Vlog vui đây ha. Hôm nay mình đưa cả nhà ra vườn thăm cái vườn đông trùng nho nhỏ của mình nè cả nhà. Và mình cắt đông trùng vô mình nấu canh ăn ngày mai làm nha cả nhà. Cả nhà cùng mình ra vườn nha. Mình mới làm về cả nhà. Vườn đông trùng hạ thảo của mình trồng đây nữa nha. Đây là đông trùng hạ thảo của mình theo tiếng địa phương như cả nhà. Còn nó tên gì thì mình không biết, mình thấy nó công dụng quá mình làm YouTube chia sẻ cho cả nhà đều biết nha. Cả nhà cùng mình ra thăm qua vườn đông trùng của mình nha. Đây là vườn của đông trùng hạ thảo của mình đây cả nhà thấy không? Đây là đông trùng hạ thảo đây, đây là tiếng địa phương của khu mình đang kia hiện sống An Kiêu cả nhà. Thì nó có tên khoa học như thế nào mình không biết. Hiện tại thì mình thấy cái cây này nó rất tốt cho sức khỏe của gia đình mình, thì mình làm cái video này để chia sẻ cho mọi người đều biết nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Đông trùng mình thì trồng được 2 tháng mấy 3 tháng nè, trên cao hết nè. Mấy cây này thì mình mới cắt ăn sáng nay. Đi làm mình cắt khoảng một gỗ này nè cả nhà. Một gỗ này cũng khoảng 10 mấy lá, 10 mấy đọt mình ăn mỗi ngày thì thấy nó đều khỏe hết. Thì mỗi người có một cơ địa khác nhau hết, vì vậy mà không ai giống ai. Mình thấy ăn này thì rất là tốt, nó hay nó khỏe, hay nữa là nó thay rau được mà cả nhà, nó thấy rau ăn hàng ngày được, mình khỏi mua rau. Vì vậy mà mình chia sẻ cả nhà, thì quay dắt chồng cho cả nhà xem ha. Đây là cái đông trùng mình trồng tháng 4 nữa cả nhà, nay lên cao hết rồi. Cả nhà thấy không? Hơn 1.000 tay mình hết rồi. Nó còn đây là những cái tớp mà mình chiết ra, nó dày quá mình chiết ra nè, thì nó trồng cũng khoảng đường tháng. Cái này thì mình mới cắt đọt mới 2-3 ngày, mình ăn gỏi cuốn á mình mới cắt. Nó ăn rất là ngon cả nhà, nó ăn thơm thơm như rau má vậy đó, mà nó hơi sốc, hơi lá nó hơi xám xám á, nó hơi như là nó có lông á, ăn cũng không có cảm giác ngon miệng, mà mình cảm giác là ăn như này là thấy rau ăn rất là ngon. Đó, cả nhà thấy không? Mình trồng rất là nhiều cả nhà. Mình trồng cũng 20 mấy 30 giỏ cả nhà thấy không? Đó. Mùa rồi mình trồng có 12 giỏ. Đợt này mình nhân đôi lên, mình trồng rất là nhiều. Cả nhà thấy không? Rất là nhiều nha. Đó. Còn đây là cái đậu Hà Lan của mình nè. Nay nó tàn rụi hết rồi. Nè, trái cũng nhiều, còn nhiều lắm cả nhà. Quay cả nhà xem. Đó, mình xào cũng được mấy dĩa rồi đó. Giờ cũng còn rất là nhiều. Mình trồng toàn là trên gỗ hết cả nhà, mình không có trồng ở dưới đất nha. Trồng dưới đất là những con sóc ăn rễ hết. Đó cả nhà thấy không? Mình vô gỗ mình trồng hết. Đó. Rồi mình đưa cả nhà qua cái đám đông trùng mình đây. Rồi mình quay cho cả nhà xem, rồi mình cắt lại vô mình nấu canh tôm hoặc là canh thịt bò ăn rất là ngon cả nhà. Mình cái này là mình thay rau ăn được đó nha, khỏi mua rau. Này ăn thơm thơm như rau má cả nhà ơi, nó thơm lắm. Đó. Cả nhà thấy không? Rất là tốt nha cả nhà. Cái đông trùng này thì mình không có bón phân cũng không có xịt thuốc gì hết cả nhà. Chỉ là tưới nước thôi. Nước của mình đó thì nước cùng tên, nước này thì mình uống được cả nhà. Khỏi lọc hết là uống bình thường. Mình lấy mình tưới nước, tưới đông trùng mình nè. Vì vậy nó rất là tốn tiền. Nước này là nước của thành phố xài trực tiếp cả nhà. Mình khỏi đổi nước mà mình uống nước này vẫn là tốt. Vì vậy mình tưới nước mỗi tháng mình tưới đóng tiền nước không là cũng khoảng gần 1.000 nữa cả nhà. Rất là đắt tiền. Đó cả nhà thấy không? Đông trùng này mình này là cũng khoảng 1 tháng nè. Nó không bón phân hay không xịt thuốc gì đó. Thì mình ăn rất là an toàn. Để mình hái vài lá ăn sống trực tiếp tại đây cho cả nhà xem ha. Giờ mình tiến hành cắt lá với đông trùng vô để mình nấu canh nha cả nhà. Đông trùng này mình không có bón phân tưới thuốc nữa, mình cắt ăn sống tại chỗ cho cả nhà xem. Ăn rất là an toàn, rất là sạch, rất là tươi cả nhà. Ăn rất là thơm cả nhà, ăn thơm như rau má mình vậy á. Rất là ngon. Cái này mình vô cắt vô mình nấu canh tôm hoặc là canh thịt bò ăn rất là ngon cả nhà. Này là mình gỏi cuốn ăn rất là tuyệt vời. Ngày nào mình đi làm mình cũng hái khoảng mười mấy đọt á, đều ăn cả nhà, ngày nào mình cũng hái á. Này cả nhà thấy không, mấy buổi này mình cắt ăn từ từ nè. Thì mình cắt ăn không hết á, thì mình làm trà mình uống rất ngon cả nhà. Mình cắt chứ nếu mà mình không cắt đây bữa nó vượt lên mà lá nó khô hết à. Vì vậy mình cũng đâu có xài gì được. Giờ mình cắt mình nấu canh nè cả nhà, thấy không đó. Cái này tuyệt đối mình không bón phân cả nhà, mình mua phân organic mình trồng hết, về mình tưới nước không à. Cả nhà thấy không, nắng quá mình phải bỏ vô mấy gốc cây táo này nè cho nó mát, chứ nếu mà nắng quá phân nó khô quá, cây này nó vàng khè đỏ chét à, mình tưới nước cũng mệt nữa. Vì vậy mình cho nó vô bóng mát cho nên đỡ nắng cả nhà. Này cây này nó chỉ 4 gram. Có nhiều bạn nó nói cây này không phải là cây đông trùng hạ thảo, thật sự ra nếu mà cây này theo mình biết thì cũng không phải là cây đông trùng hạ thảo, mà theo tiếng địa phương của mình á thì nói là cây đông trùng hạ thảo. Mà quan trọng nhất thì đối với gia đình mình, từ mấy năm nay cây này thì rất tốt cho sức khỏe của người thân trong gia đình mình. Vì vậy mình trồng mình ăn. Còn bạn nào có nhu cầu á thì cứ bình luận để đợi số điện thoại thì mình sẽ liên lạc với các bạn. Thì cây này á, thì trước tiên á, thì nó giúp cho mình á, thì ăn dễ ngủ nè, bồi bổ sức khỏe. Hiện tại ngoại mình á, thì có trồng khoảng 4 khay, chút mình quay cho cả nhà xem. Ngoài mình hiện giờ cũng còn trồng 4 khay để dành ngoại ăn, ăn mỗi ngày luôn chứ không phải là lúc ăn lúc không. Ngoại mình rất là khỏe, hiện giờ ngoại mình 90 tuổi rồi mà ngoại mình đi đứng bình thường. Đây về Việt Nam đi một mình chứ không phải là có người kè hay là dẫn dắt hết cả nhà. Ngoại mình rất là minh mẫn nha, hiện giờ là 90 tuổi rồi, rất là minh mẫn. Cái này thì mình trồng từ ngoại mình ra, mình lấy từ ngoại mình ra mình trồng nè, chứ không phải là mình có đâu. Ngoại mình đi du lịch thấy rồi ngoại mua vậy về mình nhân giống cho tới nhiêu đây cả nhà. Trước đây thì mình trồng ít lắm, mình trồng khoảng 10 gột cho lợi để dành ăn thôi. Cả nhà thấy không, mình để như vậy nè, rồi nó phát triển lên nữa rồi mình cắt lấy mình ép phê làm trà, nó rất tốt rồi cả nhà. Mình tưới nước không à, nước sạch. Thì vậy mình ra đây mình cũng buồn á, mình cũng hái ăn sống bình thường cả nhà. Cái này làm gỏi cuốn ăn rất là ngon cả nhà. Đây cũng có nhiều bạn làm cái video làm đông trùng, mình chia sẻ đông trùng nè, cũng có nhiều bạn nói là đây là không phải là cây đông trùng hạ thảo. Thì cây đông trùng hạ thảo của Tây Tạng thì rất là đắt tiền. Nếu bạn nào có khả năng thì cứ mua cây đông trùng hạ thảo Tây Tạng về sử dụng. Còn gia đình nào mà nếu mà không có điều kiện thì trồng cây này cũng như là uống hay là ăn để mình bồi bổ sức khỏe mình. Mình nghĩ cây này cũng là cây thuốc quý cả nhà. Thì cây đông trùng hạ thảo thì nó rất tốt cho sức khỏe. Cũng có nhiều người nói mình nói đây là không phải cây đông trùng hạ thảo, thì mình không biết. Theo tiếng địa phương ở đây thì gọi cây này là cây đông trùng hạ thảo, thì mình chỉ biết là cây này cây đông trùng hạ thảo thôi. Chứ ở bên Việt Nam sao có cây này, Việt Nam sao có cây đông trùng này cả nhà. Thì cũng có một số bạn kêu mình gửi cây này về Việt Nam, thực sự mình không có gửi về Việt Nam được. Thì mình có gửi một lần thì mình không gửi được, thì mình về mình đem về có thể đem được, chứ còn mà gửi mình không gửi. Cái nhà thấy không, rất là non cả nhà. Mình đưa cái máy gần lại cho cái nhà xem ha. Ở đây thì mình chia sẻ cho cả nhà đều biết cây này thật sự đối với mình rất là quý. Vì vậy mình mới trồng được, trồng rất là nhiều cả nhà thấy không. Hiện tại giờ mình trồng khoảng 24-25 khay như vậy nè cả nhà. Mình thì không trồng dưới đất. Nếu mà trồng dưới đất những con sóc nó ăn củ mình của mình hết, tạo củ bao nhiêu ăn hết. Thứ hai nữa những chó mèo hay chuột thì nó chạy ngang thì đáy đây nè, mình ăn cũng không có tốt. Vì vậy mình trồng cao hết, trồng trên cao hết cả nhà, rất là an toàn. Cả nhà thấy không, Mình không có xịt thuốc miếng thuốc nào luôn cả nhà. Thật sự mình không xịt thuốc miếng thuốc nào luôn. Mà cây của mình không bao giờ có sâu, không có những con ốc leo ăn nha. Mỗi đêm á thì thấy ốc leo ăn phải không? Thì bữa sau thì mình lấy đèn ra mình bắt con đêm. Mình lấy ốc leo đó, ốc đó, ốc sên đó đó thì nào phân luôn. Nếu mà cả nhà nào có người thân ở bên Việt Nam á, ở Việt Nam á, thì công dụng của con ốc bươu vàng á làm phân nó như thế nào? Thật sự ốc bươu vàng làm phân rất là tốt. Vì vậy mình lấy cái ốc bươu vàng đi ra mình làm thí điểm. Vì vậy mình qua đây mình bắt ốc sên bên đây nè, mình bỏ vô cái thùng phơi nắng lên đó cho nó chết, nó ủ lên quay mình phân đi, mình tưới rất là tốt cả nhà. Chứ mình không có sử dụng mà phân hóa học nha. Mình cắt bao nhiêu giờ mình ăn vẫn được cả nhà. Này cả nhà thấy không? Rất là tươi, rất là ấy. Mình cắt bao nhiêu mình ăn vẫn được. Mình cắt nhiêu đây thôi, một rổ này thôi mình nấu khoảng 5-6 con tôm là mình ăn được cả ngày. Thì cây này thì bên Cali nè thì nói đây là cây đông trùng hạ thảo. Nhiều bạn thì nói đây là atiso đông trùng hạ thảo gì đó thì mình không biết. Thật sự ra thì cây này thì ngoại mình mua ở bên Florida hay gì đó, hình như vậy, cũng cách đây cũng khoảng 10 năm rồi cả nhà. Thì ngoại mình thì ương rất là nhiều, dòng họ mình ương rất là nhiều cả nhà. Cho nên mình thấy vậy thôi mình ương để mình ăn cho nó sức khỏe có. Mình có một lần á, mình có đem cái củ này xuống ở dưới tiệm thuốc bắc ở dưới khu Phước Lộc Thọ, thì mình có hỏi đây là phải củ đông trùng hạ thảo không, thì tiệm thuốc bắc cũng nói đây là thì không phải cây đông trùng hạ thảo Tây Tạng mà có thể là đông trùng hạ thảo ở Cali gì đó. Thì người đó nói thì ăn cái này thì có thể là bổ khí huyết, thì bồi bổ sức khỏe mình. Mình ăn thì cảm thấy nó khỏe trong người thì mình cứ trồng thôi. Thì thầy thuốc có nói vậy, mà thầy thuốc còn nói mỗi người có cơ địa khác nhau và mỗi người cảm nhận được cái cây này công dụng như thế nào thôi, chứ không có ai mà cơ địa giống nhau cả. Nhiều khi ăn vô thì hẹp thì nó thấy khỏe, có cái không hẹp thì nó không khỏe cả nhà. Vì vậy mà mình ăn cái này thì thấy rất là khỏe. Thứ hai nữa là dễ ngủ. Mà cái này thì mình trồng thì rất là tốt, mình thấy rau nấu canh xào hay là mình làm trà uống rất là ngon. Cho nên vì vậy mà mình trồng 20 mấy giỏ này để mình ăn cho tới tháng 10. Lúc đó nó tạo củ rồi nó trời lạnh mà nó sẽ chết khô hết. Rồi khoảng tháng 12 đi, rồi lúc đó mình mới thu hoạch đó. Thì nếu mà thu hoạch sớm á, thì củ đông trùng nó còn non thì trồng cũng èo không cả nhà, nó không có phát triển tốt như hiện nay. Đông trùng này mình thu hoạch á, nhiều khi mình thu hoạch tới tháng giêng, mình qua Tết mình mới thu hoạch cả nhà. Mình cũng có thấy một số trang YouTube nó làm á, thì đông trùng rất là trắng, mình cũng không hiểu đông trùng sao mà nó trắng như vậy nữa. Hiện tại đông trùng của mình á, thì thu hoạch lên thì nó cái củ nó màu ngà chứ không có trắng như những cái kênh YouTube khác làm. Cả nhà thấy không? Của mình á, thì nó củ nó ngà như phèn vậy đó, chứ không có bao giờ trắng sát như vậy. Thì mỗi vùng đất mỗi nơi nó trồng khác nhau, mình cũng không hiểu nó, hay là nó nhiều loại hay là một loại mình cũng không hiểu. Tại vì đông trùng này thì giống này thì mình trồng cũng nhiều năm rồi, cho nên mình chia sẻ để mọi người đều biết. Vì vậy mà cơ địa, hình như đông trùng này hợp cơ địa gia đình mình. Gia đình mình thì ở cũng nhiều tiểu bang lắm, ở dưới Florida có nè, Texas có nè, ở khu Phước Lộc Thọ có nè, ở dưới San Jose có nè. Hiện trên Bắc Cali này chỉ có gia đình mình ở trên đây thôi, còn nhiều gia đình mình ở dưới mấy khu ở dưới thì rất là nhiều, chứ không phải là một hay gia đình gì đâu. Trồng gia đình nào cũng trồng 5-10 giỏ hết. Nhiều khi lên chơi á, thấy mình trồng nhiều á, mình vẫn chia sẻ củ phơi khô, sấy khô á cho gia đình đó về ăn, chứ không phải là mình ăn hết. Còn cái này rất là hay cả nhà, cái này rất là nhiều đông trùng nhiều không cả nhà, đem sấy khô ăn từ từ rất là ngon, hậu ngọt. Cái củ tươi sấy rồi khô hậu ăn rất là ngọt. Thứ hai nữa ăn không hết cả nhà, đem ngâm rượu uống rất là tốt cả nhà. Hôm nào mình làm cái video chia sẻ đông trùng ngâm thuốc bắc cho cả nhà xem. Mình có bình thuốc bắc bộ ở dưới chợ, ở dưới đường Phú Sa Phước Lộc Thọ dưới đó. Thì bắt những gì Nhân Hòa hay gì đó, mình có bổ 2 thang thuốc bắc. Rồi về đây mình lấy khoảng 2 nắm đông trùng khô như nè, 2 nắm đông trùng khô chắc cũng có thể là nửa ký đông trùng mà tươi cả nhà. Mình bỏ vô, mình uống 1 bình, còn 1 bình mình mới bổ ở dưới ngay chỗ nhà thuốc Vĩnh Quang ở dưới San Jose á, mình bổ 2 thang là mình mới ngâm 1 bình nữa, kế tiếp là bình thứ 2 mà mình chưa bỏ đông trùng vô. Hiện nay là đông trùng khô mình đã hết rồi, để mùa này sấy khô mình bỏ vô khoảng 1 chén đông trùng để uống. Chén vừa rồi thì ngâm cũng được khoảng 8-9 tháng, mình đem mới uống rất là ngon cả nhà, uống rất là thơm. Hôm nào thì mình làm gì sớm thì đem bình rượu thuốc của mình ra là quay cho cả nhà xem, làm video cả nhà xem ha, uống rất là ngon. Thì mình chia sẻ cả nhà đi vườn đông trùng của mình. Thì đông trùng của mình chỉ trồng nhiêu đây thôi mà trồng thì rất là sạch như cả nhà. Cả nhà đều thấy nè, cái đông trùng của mình thì trồng trên cao hết chứ không có trồng dưới đất nữa nha. Cả nhà thấy không? Đó, thì trồng vô gỗ hết chứ mình không có trồng xuống đất. Trồng xuống đất là con sóc, con chuột nó ăn hết. Mà con cái là gỗ ở đây của mình thì đều là phi hết cả nhà. Gỗ này thì mình quen với mấy cái chủ chợ của Mễ á. Đây là đựng trái cây nè. Cả nhà thấy không? Cái gỗ này là gỗ cao nhất đây cả nhà. 1,5 gang. Nó cả nhà thấy không? 1,5 gang. Đừng có trồng gỗ thấp quá, chưa tàu củ được là nó hết bò đi, hết tàu củ được rồi. Đó. Thì những cái con sóc hay con chuột gì đó thì nó không có leo trèo như cao như vậy. Mình dạng như là mình bảo quản đông trùng rất là tốt. Có một lần mình đem xuống đất này trồng á, mới trồng nó lên cái nó mồi lỗ, 2-3 ngày sau cây nó khô gan chích quèo, nó ăn rễ ăn củ hết, ăn cái phần non hết, nó còn ăn còn nhanh hơn mình nữa. Nó cả nhà thấy không? Nó... Còn đông trùng này thì mình trồng cũng được 1 tháng mấy rồi nè. Nó... Mà một gỗ mình trồng khoảng 10 mấy cây thôi cả nhà thấy không? Mình trồng rất là đều nha cả nhà. Nó... Mình quay cả nhà xem. Gỗ này mình trồng khoảng 18 cây à, chứ không có nhiều. Đó. Trồng thưa thôi cả nhà, đừng trồng dày quá là nó lên nó vượt nhau không chứ nó không lên lá. Mình cắt mới có 2 gỗ à, cả nhà thấy không? Đây là 1 gỗ nè, ở đây 1 gỗ nè. Mà mình được 1 thau nè cả nhà thấy không? 1 thau đi kéo đè xuống giống thôi nó phùng lên nè. Đó, chút mình đem vô mình nấu canh tôm ăn rất là ngon. Đó, cả nhà thấy không? Cái gỗ này thì mình nói chung là có nhiều nơi nó bán nữa cả nhà. Trong chợ đồ cũ thì nó bán 1 đồng 1 cái, còn thì mình xin đây mấy chục cái luôn thì phi hết, tại vì đây cũng là khách quen. Đó, cả nhà thấy không nè, cái 10 mấy cây thôi chứ không có nhiều. Cái này thì hơi thiếu nước, mình tưới nước hơi thiếu là cả nhà, nó hơi vàng lá tí nè cả nhà thấy không, hơi vàng lá tí. Đó, mình trồng rất là đều hàng. Cái chậu này, cái này trồng có 13 cây nè cả nhà, thấy không? Cái nhà điếm như mình đây có 13 cây thôi chứ không có nhiều. Thì không, mình không có trồng cái gỗ nào mà từ 15 cây trở xuống, chứ mới từ 15 cây trở lên đi nha. Cái nhà thấy không? Gỗ này cũng 10 mấy cây à. Rất là ít. Vì vậy mà nó rất là tốt. Đó. Hiện tại mình ăn hết 5 gỗ rồi. Còn nhiêu đây mỗi ngày mình ăn 1 gỗ. Mỗi khi đi làm mình ra cắt mình rửa sạch ăn. Còn mà bữa nào mình làm bánh tráng thì tráng cuốn á, cá thì mình ăn rất là nhiều. Cả nhà thấy không? Đó, đông trùng hải đảo của mình đây. Cả nhà điếm coi, cũng 20 mấy gỗ, 30 gỗ lận á nha. Thì nếu mà lần này mình thu hoạch thì cũng ít lắm á, thì cũng khoảng từ 5 kg 6 kg. Đợt vừa rồi có 7-8 gỗ, 10 gỗ mà mình thu hoạch 3-4 kg cả nhà. Mình sấy khô chắc cũng còn cả nửa kg. Nó khô nó rất là mất củ mình. Có một số thì mình sấy khô xong ngâm rượu, một số mình chia cho bà con của mình ăn. Đó. Giờ mình qua quay cái đám đông trùng của ngoại mình cho cả nhà xem ha. Đông trùng của ngoại mình thì không được tốn như mình, tại vì mình tưới nước thường hơn ngoại thì ít tưới nước hơn. Thì mình đông trùng này cả nhà đừng có tưới nước nhiều quá, tưới nước nhiều quá thì nó dược không, nó không có tập cũ. Rồi hai nữa là nó không có củ nhiều nữa. Cả nhà để nó cằn còi thì củ nó rất là chất lượng. Hay nữa là nó tạo củ rất là nhiều. Còn cả nhà tưới nước quá nó dược như vậy nè, mình tưới nước quá nó dược không cả nhà thấy không, toàn là lá không. Thì cái này phải ăn chứ không ăn thì nó dược cao thành cây hết rồi, lúc nó ra bông rồi nó không tạo củ luôn á. Đó, rồi mình đưa cả nhà qua cái đám đông trùng của ngoại mình trồng cũng ít giống nhiều, mà trồng cũng được 5-6 cây à, chứ không có nhiều như mình đâu. Thì ngoại ăn của mình đâu có chia sẻ cho nhiều người đâu, mình chia sẻ cho nhiều người. Có bạn nào thì muốn sử dụng đông trùng thì cứ bình luận để số điện thoại lại, mình sẽ liên lạc cho mọi người sau ha. Rồi mình đưa cả nhà qua đám đông trùng ngoại mình đây. Mình đưa cả nhà tới đám đông trùng của ngoại mình như trồng cả nhà thấy không? Hiện giờ ngoại mình trồng đông trùng nè, nó mới lên một chút thôi chứ không có nhiều, cả nhà thấy không? Đó. Đây là cái giống là đông trùng này trồng cũng khoảng 10 năm, ngoài 10 năm rồi cả nhà. Cái cây này thì trồng rất là lâu đời nha. Nó là gọi là lão liền nha, lão làng nha, cả nhà thấy không? Đó, rất là nhiều. Đó, hiện giờ ngoại mình trồng còn 4 cây lớn với 2 cây nhỏ. Thì mỗi năm thì cũng được khoảng 1 tô hoặc là nửa ký đông trùng tươi như cả nhà. Thì ngoại mình chủ yếu ăn lá lên bao nhiêu thì lật ăn bấy nhiêu, cả nhà thấy không? Đó. Ngoại mình trồng hơi rất là dày, vì vậy mà mới đủ lá ăn. Những cái đông trùng nó thấp là do ngắt đọt ăn đó cả nhà, nó còn non ngắt đọt ăn rất là mềm. Nếu mà để già như vậy nè, ngắt đọt nó ăn rất là cứng. Đó cả nhà thấy không? Mình trồng như vậy nè để nó cho nó khổ sở vậy là củ nó mới tốt, chứ còn mà bón phân nhiều quá củ nó không có tốt như cả nhà. Cái gì mà cực khổ quá hay là cằn còi rồi quá thì nó cho cái củ rất là tốt cho chúng ta, chứ mình bón phân hay là mình bỏ nhiều phân quá thì cây nó cũng không có tốt. Thứ hai nữa về dinh dưỡng cây đó cũng không có tốt bằng những cây cằn còi, cả nhà thấy không? À, ngoài mình chỉ còn nhiêu đây, 4 cây màu nâu này với 2 cái cây nhỏ vậy thôi, cả nhà thấy không? Thôi cả nhà vô nhà cùng chế biến món canh đông trùng hạ thảo của mình nha. Mình vào nhà cả nhà, giờ mình xả nước mình ngâm đông trùng. Thì mình nói ra mình lau sạch, chứ thật sự ra thì mình phải bỏ ra kìa miếng muối, bỏ vô không uống muối cả nhà. Ngâm khoảng 15 phút mình vớt ra, rửa hai bên nước vớt ra để khô nước rồi mình nấu canh nha. Thì mình bỏ miếng muối vô thì cho nó những con vi khuẩn, những con ốc trùng nó rớt ra cho nó sạch, ăn cho an tâm cả nhà. Chứ rau trồng ở trên này rất là sạch rồi mà mình cũng muốn sạch thêm đó cả nhà. Thì mình có chuẩn bị đây là 7 con tôm cả nhà thấy không? 7 con tôm, ở đây chỉ là tôm đông đá thôi chứ đâu có tôm tươi đồ ăn cả nhà. Đó, mình xả nó cho nó hết đông đá là mình bầm đó, mình ướp ra vậy rồi mình nấu canh. Mình xả qua nước nóng cho con tôm mau tan đá. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Xong mình lọc vỏ nó, cái mình bỏ lên tấm thớt mình bầm nó. tiêu này, bỏ miếng tiêu vô cho nít hết ăn luôn. Miếng đường đây mình sẽ đừng nâu. Đường hạt nêm rau củ quả. Ở đây thì gia đình mình không có xài bột ngọt như cả nhà. Mình qua đây mấy năm rồi mình không có sử dụng bột ngọt. Cả nhà đâu, hạt nêm mình mua hạt nêm rau củ quả chứ không phải là nêm từ xương thịt như cả nhà. Rau củ quả ăn rất là ngọt. Đây là bột tỏi, mình không xài tỏi tươi, mình xài tỏi bột tỏi. Bên này gia vị có sẵn hết. Đó, mình bỏ miếng bột tỏi vô. Mình lấy đôi đũa, mình lấy đũa mình trộn lên cái nhà đâu. Mình ướp khoảng 15 phút rồi mình đập miếng tỏi mình cháy cái mình đổ miếng nước vô. Mình nấu canh đông trùng hạ thảo với tôm thịt ăn rất là ngon, ăn rất là mát nha cả nhà. Nếu mà em mà không được khỏe ăn này rất là mát cổ. Cho nó nóng chảo rồi mình cháy miếng tỏi rồi mình bỏ, cháy tỏi xong mình bỏ này vô cho nó thơm cả nhà. lại coi nó vừa ăn chưa cả nhà. Mình nêm vừa thôi chứ đừng có nêm mặn quá cả nhà, nấu canh mình dắt bột cái bột quá cho bột mình dắt bột như cả nhà. Vừa ăn hả nha. Giờ đông trùng này nè cả nhà thấy không, giờ mình cắt nhuyễn ra, mình cắt nhỏ ra đó. Chứ mình không có quen nguyên lá như vậy đó, mình cắt nhỏ ra. Giờ mình mất cái tô để dành ngày mai ăn đi làm nha cả nhà. Nóng thổi vừa ăn luôn. Cả nhà thấy không? Mình nấu vừa đủ một tô hai vợ chồng ăn. Đó, tôm thịt 7 con tôm. Một cổ nó rau đông trùng mà cuối cùng ra có một tô cả nhà. Này ăn rất là mát đó nha. Tại vì thời tiết này cũng nóng á. Mình nấu ăn giải nhiệt á mà. Nhiệt độ này lúc này cũng đang lên cao. Vì vậy mình nấu ăn cho nó mát. Mình nấu vừa đúng tô luôn. Mình nấu hoài riết mình quen. Đó. Cái nhà thấy không? Rất là ngon nha. Ngon quá. Chắc mình múc một tô mình ăn thử cho cả nhà xem. Để mình múc một tô ra ăn cho cả nhà xem. Để mình nấu mà mình không ăn thì không ai dám ăn hết. Không ai tin hết. Thì mình ăn cả nhà xem em. Chị mình có ăn cơm rồi, mình một miếng này đây nha. Mình cắt nhỏ ra ăn rất là dễ ăn, còn mà cắt lớn quá thì nguyên trọng á, nó dài lắm, mình khó ăn cả nhà. Ăn rất là thơm cả nhà. Ăn cái này mình tưởng nhớ ăn rau má đất của Việt Nam mình đó cả nhà. Ăn rất là thơm. Đặc biệt cái này ăn nấu canh ăn rất là mát, rất bổ như cả nhà. Ăn nhiều đây tối nay ngủ ngon cả nhà. Ngon quá. Thì mình cắt ra mình làm rau ăn rất là tuyệt vời. Thì hôm nay Tuấn Anh chia sẻ đến đây là hết cả nhà. Cả nhà đừng quên like và đăng ký ủng hộ Tuấn Anh ha. Hẹn cả nhà video sau, bye bye cả nhà.